giáo cùng với ban giám khảo. Thì đây là phòng của chúng em, mời các thầy cô vào tham quan phòng của chúng em. Có 6 bạn thành viên tất cả. Hôm nay em rất vinh dự khi được thay mặt cho tất cả các bạn được tham gia phần thi thuyết trình phòng ở của mình ạ. Kính thưa các thầy cô giáo, chúng em nhận thấy được cuộc thi này là một cuộc thi rất quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của chúng em, cũng như nó góp phần cho chúng em phát huy được nhiều tài năng của mình và có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống hàng ngày. Và đây là phòng ở của chúng em. Phòng được chia làm hai gian chính. Gian thứ nhất là gian sinh hoạt chung với hệ thống giường tầng đẹp, chăn chiếu được cung cấp rất đầy đủ. Và ở mỗi giường của các bạn thì chúng em có dán tên rất đầy đủ ạ. Ở phía bên tay phải của em đây là nơi để giá nước và cốc nước uống. Phòng của chúng em thì có mỗi bạn một chiếc cốc riêng và tất cả các bạn đều có ý thức là không sử dụng chung cốc của nhau, nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid rất là gay go như hiện nay ạ. Và đây là lịch trực phòng cùng với sổ quản lý phòng ở ký túc xá để đánh giá việc hàng ngày các bạn trực phòng dọn vệ sinh phòng ở như thế nào. Và mỗi tổ chức các kim đều có các nội quy rất là nghiêm khắc. Chính vì thế mà phòng chúng em cũng không phải là ngoại lệ, mà có những cái bảng nội quy riêng và những việc cần làm đối với mỗi học sinh. Để tránh các cái khuyết điểm thì chúng em dùng các cái hình dáng bông hoa để trang trí phòng rất là bắt mắt và đặc sắc ạ. Còn ở phía bên này đây, chúng em dùng làm nơi để giá đựng giày. Ở cuối phòng thì có gồm có bộ 8 chiếc tủ. 8 chiếc tủ này là tủ đựng đồ cá nhân của từng bạn. Và tất cả các bạn đều có ý thức đó là gấp gọn quần áo, tất cả tư trang của mình để rất thật là khô ráo rồi mới cho vào tủ. Ở gầm phía dưới gầm tủ thì chúng em tận dụng làm nơi để các cái đồ vật như ghế chọc cờ, bàn học, và cũng là nơi để giày dép ạ. Còn ở trên gác thì chúng em lấy làm nơi để các cái vật dụng không cần thiết, ví dụ như là chăn màn, chiếu hoặc là các cái quạt rơi hay là không cần dùng đến. Vâng, và ở phía bên dưới này là khu sinh hoạt của tất cả các bạn. Đây là khu sân phơi mini dùng để giặt giũ, phơi quần áo, và gồm có giữ vệ sinh chung rất là quan trọng. Chính vì thế mà chúng em luôn luôn hướng tới một phòng ở sạch đẹp, đoàn kết, văn minh, thân thiện và an toàn ạ. Kính thưa các thầy cô, với kinh nghiệm hơn 3 năm ở trường nội trú thì chúng em coi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Chính vì thế mà tất cả các bạn coi nhau như anh chị em ruột trong nhà, coi các thầy cô giáo như là cha mẹ. Mà mỗi khi có các trong phòng có các thành viên bị ốm hay là phải nằm viện thì chúng em luôn luôn giúp đỡ nhau trong việc tắm giặt hoặc là giúp bạn trong việc học tập. Chính vì thế mà chúng em luôn luôn có tinh thần đoàn kết trong phòng. Và xin cảm ơn tất cả các thầy cô đã chú ý lắng nghe. Mong thầy cô có thể có những đóng góp giúp cho phòng em ngày càng trở nên văn minh, thân thiện, sạch đẹp hơn nữa. Xin cảm ơn tất cả thầy cô.